top 20 sản phẩm gia dụng siêu tiện ích đang được các cô bác anh chị ưu chuộng nhất hiện nay. Máy massage xung điện mini cao cấp với thiết kế thông minh, siêu nhỏ gọn. Máy có 8 chế độ massage, 19 cường độ xoa bóp linh hoạt giúp bạn có thể tận hưởng sự massage chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt trang bị công nghệ TENS Nhật Bản giúp xua tan mệt mỏi đau nhất chỉ với 5 phút mỗi ngày. Sử dụng được mọi vị trí trên cơ thể, đau mỏi chỗ nào thì massage chỗ đó, vô cùng tiện lợi. Máy cạo râu mini thế hệ mới, trang bị công nghệ mạnh mẽ từ Nhật tăng gấp đôi tốc độ cạo, giúp cạo nhanh, sạch nhẵn chưa đến 10 giây. Với lưỡi dao kép xoay 360 độ không tiếp xúc trực tiếp với da nên không sợ đau rát hay chảy xước da kể cả vùng da có mụn. Đặc biệt, máy có dung lượng pin lớn, thời gian sử dụng lên đến vài tuần, chống nước theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế thông minh, siêu nhỏ gọn có thể mang theo bất cứ đâu, cạo mọi lúc mọi nơi, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng. Đèn bắt muỗi thông minh 2-in-1 bắt sạch muỗi nhà bạn chỉ sau một đêm, giải pháp bắt muỗi an toàn, siêu hiệu quả mà không tốn sức. Ứng dụng công nghệ UV LED kích thích và thu hút muỗi, giúp bắt muỗi hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống mà không gây hại đến sức khỏe. Đèn hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn nên không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Với thiết kế hiện đại siêu nhỏ gọn, máy sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần cắm điện và đợi muỗi bay vào mà không cần phải làm gì cả. Đèn pin 4 mắt siêu sáng với công nghệ ánh sáng mạnh mẽ bền bỉ cho độ sáng siêu cao, ánh sáng mạnh lên đến 1000 lumen với 4 chế độ sáng khác nhau, có thể tùy chỉnh chiếu rộng, chiếu xa tùy theo nhu cầu. Đặc biệt, với khả năng tự vệ gây lóa mắt ngay cả ban ngày cũng có thể gây choáng 5 đến 10 giây. Thiết kế nhỏ gọn, nhìn rất cứng cáp, cầm chắc tay và siêu nhẹ, khả năng chống nước cực tốt theo tiêu chuẩn quốc tế, pin cực trâu có thể sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng. Đầu kho ga mini đánh lửa tự động phiên bản nâng cấp cải tiến hoàn hảo với công nghệ bền bỉ mạnh mẽ đến từ Hoa Kỳ, mang đến khả năng đánh lửa tự động chỉ với một nút bấm, an toàn khi sử dụng, có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy ý, chịu được nhiệt độ siêu cao, giúp sử dụng lâu dài mà không lo hư hỏng. Đặc biệt, đầu kho ga mini không chỉ dùng để nấu ăn, sơ chế, đầu kho ga mini còn có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.